những hình ảnh nói về cái tình trạng mà thiên tai động đất ở bên Nhật. Người ta có chụp lại những cái hình ảnh mà nó đây, cái kiểu động đất này, cái ruộng mà nó đất nó tách ra luôn. Nhà sập luôn. Người ta nói là cái nhà nó sập nguyên cả một cái tầng một luôn, cái mái nó sập xuống luôn. Đây là những cái hình ảnh mà ở bên Nhật thì người ta thường thấy rất là nhiều, bởi vì đất nước Nhật nó nằm ở trên cái đới đất gãy của cái trái đất, do đó là động đất thiên tai thì rất là nhiều. Nhưng nhờ tinh thần nỗ lực của người Nhật nên những cái này thì người ta khắc phục còn rất là nhanh. Còn phía bên này là người ta trưng bày những cái thức ăn mà để dành cho những lúc thiên tai. Đây là những đồ hộp với đồ mà người ta giữ được lâu. Còn đây là những dụng cụ cần thiết, đây hôm nay người ta triển lãm để cho người ta dân vô người ta xem để mà mua, để mà phòng ngừa những cái những lúc thiên tai. Còn đây là người ta trưng bày những cái dụng cụ mà nó cần thiết cho những lúc mà xảy ra họa. Khăn, bọc ni lông, bút, có cả cái lá bơ nữa kia, là cái bọc mà thức ăn. Là cái canh này, canh Vitasilu, đồ hộp với lương khô quá trời. Còn có cả cái mũ bảo hiểm nữa. Mà kiểu quan trọng nhất là cái bình nước kia này. Trong lúc thiên tai mà không có bình nước kia thì cũng một vấn đề. Còn mấy người mặc đồ xanh này là những người bên hội phòng chống thiên tai. Chắc hôm nay người ta tổ chức cái sự kiện này để mà người ta khuyến khích người dân tìm hiểu những cái đồ dùng mà khi có thiên tai thì nên sử dụng như thế nào. Nói chung đây là một cái hoạt động mà thường xuyên được tổ chức ở bên Nhật này. Và nếu như mà không có những hoạt động như thế này thì nó người dân người ta sẽ không biết được những cái thông tin cần thiết trong cái cuộc sống. Trong cái lều này nó còn có cái cục khăn giấy này, này. Để tôi quay xa xa lại cho các bạn thấy.